Thưa các bạn, hôm nay mình vào Photoshop trên điện thoại để mình ghép hình bị rớt nhé các bạn. Ok, để làm việc này, đầu tiên chúng ta vào cửa hàng Play. Chúng ta tải phần mềm là FixShark. Rồi, khi mình tải về rồi, bây giờ mình mở FixShark ra. Rồi, mình bấm vào dấu cộng màu tím ở phía dưới. Và chúng ta chọn ảnh để mà ghép. Rồi chúng ta bấm vào thân công cụ ở phía dưới. Rồi mình chọn là cắt. Rồi kéo tới đâu muốn cắt. Kéo tới đâu. Xong bấm đồng ý ở phía trên, tích V ở phía trên. Đến xóa nền, mình bấm vào xóa nền. Chỗ cá nhân là cắt nguyên hình, hoặc là khuôn mặt thì cắt khuôn mặt. Rồi mình bấm vào cắt cá nhân, cắt nguyên hình xong mình bấm vào OK. Lưu. Các bạn lưu xong hình ảnh. Bây giờ mình bấm vào công cụ, mình chọn là xoáy ảnh. Ok, bây giờ mình bấm vào xoáy hình ảnh để mình tạo thế, thay thế hình ảnh bị rớt. Rồi xong mình bấm là đồng ý và lưu ảnh. Các bước chuẩn bị hình ảnh đã xong. Bắt đầu ghép là dựa theo công cụ, mình bấm vào bút vẽ, rồi bút vẽ phía trên. Rồi mình chọn lớp trống, lớp màu trắng, chọn màu trắng. Rồi tiếp về OK. Xong mình kéo nền màu trắng ở phía sau bức ảnh xuống. Rồi kế tiếp là mình chọn thêm một bức ảnh, chọn bức ảnh hồi nãy mình xoáy ảnh để thế bên bị rớt. Rồi chúng ta tiếp về để có nền màu trắng. Để có nền màu trắng là chúng ta kéo màu trắng đi lên, ở dưới đi lên trên bức hình. Ok, bây giờ ở thân công cụ ở phía dưới mình kéo để tìm một bức ảnh để ghép. Ok, bây giờ chọn bức ảnh muốn ghép. Rồi bây giờ chúng ta đưa ngón tay kéo bức ảnh qua vị trí đúng để mà ghép. Rồi ghép xong, bây giờ chúng ta tích V đồng ý. Ok, mình kéo thân công cụ qua, bấm công cụ. Rồi mình chọn là nhấn bán. Rồi bây giờ các bạn bấm vào cái vòng tròn ở phía dưới màu xanh. Các bạn đặt ở cái màu da của mình để mình xóa cái đường nối cũng màu với màu da như ngón tay mình đã làm. Ok, mình đã ghép được khuôn mặt đã bị rớt xong. Rồi sau đây mời các bạn xem là một bức hình bị rớt nguyên hình. Bây giờ cũng như làm như ở bức hình vừa rồi. Thao tác giống nhau các bạn theo dõi. Và có một đoạn hay nhất nằm ở đoạn cuối. Mời các bạn cùng theo dõi. We'll be right back.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đã đăng ký kênh cho mình về nhé. Cảm ơn các bạn.